Sau gần 3 tháng yên ắng, đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát bắt đầu từ cuối tháng 4 năm 2021, mang biến chủng Delta với diễn biến ngày càng phức tạp. Dịch bệnh đã nhanh chóng lây lan tại 62 trên 63 tỉnh thành và chưa có dấu hiệu ổn định. Điều này đã gây tổn hại lớn cho đời sống của người dân cũng như kinh tế xã hội cả nước. Với tình hình số lượng người bệnh ngày một gia tăng, đồng nghĩa với việc sức khỏe và tính mạng của người dân cần được chăm lo và bảo vệ hơn hết. Đây cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm to lớn của ngành y tế trong thời điểm này. Mang tinh thần một Hoàng Mỹ triệu niềm tin và mong muốn chia lửa cùng ngành y tế, Tập đoàn Y khoa Hoàng Mỹ đã chủ động đề xuất đến Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho phép chuyển đổi công năng của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàng Mỹ Thủ Đức thành Bệnh viện Điều trị Covid Hoàng Mỹ Thủ Đức. Với tinh thần trách nhiệm xã hội, Tập đoàn Y khoa Hoàng Mỹ cùng hệ thống y tế tư nhân lâu đời nhất Việt Nam sẽ đóng góp hết mình vào công cuộc chống dịch của cả nước để chung tay cùng toàn bộ hệ thống y tế sớm đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân thành phố.